Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 13 tháng 12 năm 2021 về việc thành phố Hồ Chí Minh cho lớp 1, lớp 2 đến trường rồi mới tính thi học kỳ trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2 đến trường học trực tiếp, sau đó mới tính đến thực hiện bài kiểm tra định kỳ cần thực hiện tại trường. Để đảm bảo quyền lợi của các em, ngày 13 tháng 12 Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn kiểm tra định kỳ với học sinh tiểu học. Trong đó học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ thực hiện bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ y trực tiếp tại trường. Trừ trường hợp bất khả kháng thì phải báo cáo. Sau hướng dẫn này, phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh thắc mắc học sinh lớp 1, lớp 2 ở thành phố sẽ thực hiện bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ y như thế nào cùng ngày. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết định hướng của sở vẫn phải ưu tiên học sinh lớp 1, lớp 2 đến trường học trực tiếp củng cố ôn tập để kiểm tra đánh giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có hướng dẫn ngày hôm nay. Sở cũng chưa chốt phương án cụ thể, nhưng trên tinh thần là làm đúng theo hướng dẫn của bộ để tổ chức kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, văn bản của bộ cũng nói rõ tùy theo tình hình dịch bệnh của mỗi địa phương, các trường cần lập kế hoạch để thực hiện các buổi kiểm tra học kỳ tại trường với học sinh lớp 1, 2 theo phương án đảm bảo an toàn. Vì thế, ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2 đến trường học trực tiếp, sau đó mới tính đến thực hiện bài kiểm tra định kỳ cần thực hiện tại trường. Để đảm bảo quyền lợi của các em, vị này cho biết cũng theo phân tích của cán bộ này, trong công văn 4726 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nghị quyết 128 của Chính phủ cũng như hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có nội dung ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2 đến trường học trực tiếp, vị này nhấn mạnh điều đó hoàn toàn hợp lý. Các em lớp 1 thì mới mẫu giáo chuyển lên, chưa một lần đến trường, chưa gặp trực tiếp cô giáo và nhiều cái chưa biết khác. Làm sao đùng một cái sau khi học online là đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp được. Nó sẽ ảnh hưởng kết quả học tập của các em, do đó lớp 1, 2 cần ưu tiên đi học trực tiếp trước hết. Trong khi đó, với hướng dẫn lớp 1, lớp 2 đến trường kiểm tra trực tiếp, cô TTX, giáo viên dạy lớp 2 một quận trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Học online, giáo viên ra đề rất nhẹ nhàng, ở nhà các con được ba mẹ hỗ trợ nên điểm rất cao. Hoàn thành tốt ở các bộ môn, có hướng dẫn kiểm tra, tôi mong muốn có cách nào khác để thật chất lượng chứ nếu không sẽ có rất nhiều bông hoa điểm 10 inch. Trước đó, dự kiến đợt kiểm tra cuối học kỳ y ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.